Kính thưa quý thính giả, mạng lưới Sài Gòn Echo xin hân hạnh giới thiệu chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương. Tiếng Vọng Tình Thương là tiếng nói của những người Công giáo Việt Nam tin kính Thiên Chúa, thương yêu tha nhân và tha thiết với giáo hội, quê hương và dân tộc. Chương trình phát thanh này được truyền đi trên hệ thống Internet để phổ biến tình thương và tin mừng phúc âm đi khắp mọi nơi trên thế giới. Kinh Thánh với trẻ hạt mân côi. Bài suy niệm của Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Giám mục Mỹ Tho. Tràng hạt mân côi là một trong những kho tàng thiêng liêng quý giá của Hội Thánh Công giáo. Kinh mân côi đã nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của biết bao nhiêu người Công giáo trải qua các thế hệ. Đó là kinh dành cho mọi hạng người không phân biệt, dù là giáo dân, tu sĩ, linh mục hay giám mục, dù là những con người đạo đức thánh thiện hay những con người yếu đuối tội lỗi, dù là những bậc trí thức uyên thâm hay những con người bình dân ít học. Kinh Mân Côi là lời kinh dễ đọc, dễ dùng, nhưng có tác dụng rất thực tế và rất sâu. Trước hết, xét về số lượng lời kinh, đọc ít cũng được, đọc nhiều cũng được. Có người chỉ đọc 10 kinh, có người đọc những 150 kinh. Đọc ở nhà cũng được, khi đi đường cũng được, lúc nằm ngủ cũng được, khi thức dậy cũng được, khi mệt nhọc cũng được, lúc khỏe khoắn cũng được. Mức độ cơ bản nhất của việc đọc kinh Mân Côi là tay cầm tràng hạt mà lòng nghĩ tới Chúa, nghĩ tới Đức Mẹ. Nhờ kinh Mân Côi, chúng ta tiếp xúc với Mẹ Maria, với Chúa Giêsu. Có khi chỉ là một tiếp xúc rất sơ đẳng, sự tiếp xúc của lòng muốn. Có những con người rất yếu đuối và hay chia trí, đầu óc bị chi phối bởi trăm công nghìn việc, cầm tràng hạt với thiện chí muốn gặp Chúa. Có những con người rất cao siêu thanh thoát, tay cầm tràng hạt mà tâm hồn say sưa ngây ngất kết hiệp với Chúa. Đối với những tâm hồn đạo đức thánh thiện, các kinh kính mừng là những nốt nhạc đệm
cho bài tình ca của linh hồn. Kinh Mân Côi còn quý giá về một phương diện khác nữa. Đó là bản tóm lược sách Tin Mừng. Những người Kitô hữu đích thực phải là những con người thấm nhuần Tin Mừng. Lần hạt Mân Côi là một cách rất thực tế, rất phù hợp với tâm thể lý của con người, giúp cho việc từ từ thấm nhuần các chân lý phúc âm, các mầu nhiệm trong lịch sử cứu độ. Chính vì thế, kết hợp các kinh Mân Côi với từng câu kinh thánh trong các sách Tin Mừng là một điều rất đáng làm và chắc chắn sẽ mang lại lợi ích cho rất nhiều người. Thiên thần Gabriel được Thiên Chúa phái tới Nazareth đến cùng trinh nữ có tên là Maria. Mừng vui lên, hỡi đấng đầy hồng ân, này Đức Chúa sợ chi hỡi Maria, vì bà đã được nghĩa cùng Chúa Trời. Này bà sẽ thụ thai và sinh ra một người con, bà đặt tên cho Ngài là Giê-xu. Ngài sẽ nên cao cả, được gọi là con đấng chí tôn, và Thiên Chúa sẽ ban cho Ngài ngôi bao David tổ phụ. Ngài sẽ làm vua thống trị nhà Gia-cốp, quyền vương đế của Ngài sẽ không bao giờ. Thành thần Chúa sẽ đáp xuống trên bà, quyền năng đấng chí tôn rập bóng trên bà. Bởi đó đấng sinh ra sẽ là thánh, được mệnh danh là con Đức Chúa Trời. Mừng vui lên, mau thần Thiên Chúa. Và này Elizabeth thân quyến của bà cũng đã thụ thai con lúc tuổi già. Bởi vì đối với Thiên Chúa không có gì lại là không thể làm được. Xin sa
Năm sự vui thứ nhất thì ngắm thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai, tái xin cho được lòng khiêm nhường. Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc nhà David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Kinh mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Kinh mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có ý nghĩa gì. Sứ thần liền nói: Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Kinh mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Kinh mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người. Kinh mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Kinh mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Bà Maria thưa với sứ thần: Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Kinh mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sứ thần đáp: Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rập bóng trên bà. Vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kinh mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Kinh mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
Bấy giờ bà Maria nói: Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hoa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót lớn. Thì ngắm Đức Bà đi viếng bà Thánh Isabella, tái xin cho được lòng yêu người.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Hồi ấy, bà Maria lên đường vội vã đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Zacharia và chào hỏi bà Isave. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được tràn đầy thánh thần. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Bà kêu lớn tiếng và nói rằng: Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi như thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Bây giờ bà Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đói thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diệm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, Người giàu có lại đuổi về tay trắng. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Chúa độ trì Israel, tôi tớ của Người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta. Vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hoa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Vào đây ca hát lên vang lên.
Bà thỉnh ấm Đức Bà xin Đức Chúa Giêsu nơi hàng đa tái xin cho được lòng khó khăn. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Ông Giuse từ thành Nazareth miền Galilê lên thành Bethlehem miền Giu-đê, là thành vua David. Ông lên đó khai tên cùng với người đã đính hôn với ông là bà Maria, lúc ấy đang có thai. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Khi hai người đang ở đó, thì bà Maria tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Trong vùng ấy có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Và kìa, sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu tỏa chung quanh. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sứ thần bảo họ: anh em đừng sợ. Này, tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân. Hôm nay một đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua David. Người là đấng Kitô Đức Chúa. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Anh em cứ dấu này mà nhận ra người. Anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã nằm trong máng cỏ. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng: vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau: nào, chúng ta sang Bethlehem để xem sự việc đã xảy ra như Chúa đã tỏ cho ta biết. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giuse cùng với hài nhi nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về hài nhi này. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Kính mừng Maria, đầy ơn Phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ. Kính mừng Maria, đầy ơn Phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hoa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót lớn. Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh, ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Khi đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-xê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Jerusalem để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong luật Chúa rằng mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Và này đây, tại Jerusalem, có một người tên là Simeon. Ông là người công chính và sùng đạo. Ông mong chờ niềm an ủi của Israel và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Kitô của Đức Chúa. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Được thần khí run rủi, ông lên đền thờ vào lúc mẹ hài nhi đem con tới để chu toàn tập tục luật đã truyền liên quan đến người, thì ông ấm hài nhi trên tay và chúc tụng Thiên Chúa. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này ra đi. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel dân Ngài. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Cha và mẹ hài nhi ngạc nhiên vì những lời ông Simeon vừa nói về người. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Ông Simeon chúc phúc cho hai ông bà và nói với Maria, mẹ của hài nhi: Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Israel phải vấp ngã hay được trỗi dậy. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống bán. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Còn chính bà thì một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà,
ngõ hầu những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người phải lộ ra. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hoa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót lớn. Thứ năm thì ngắm Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh, tái xin cho được chữ nghĩa cùng Chúa luôn. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Hàng năm, Cha Mẹ Đức Giêsu chảy hội đền Jerusalem mừng lễ vượt qua. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Khi người được 12 tuổi, cả gia đình cùng lên đền theo tập tục ngày lễ. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giêsu thì ở lại Jerusalem mà cha mẹ chẳng hay biết.
Kính mừng Maria đầy ơn Phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. Kính mừng Maria đầy ơn Phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Jerusalem mà tìm. Kính mừng Maria đầy ơn Phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sau 3 ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong đền thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ vừa đặt câu hỏi. Kính mừng Maria đầy ơn Phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Ai nghe cậu nói cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đáp của cậu. Kính mừng Maria đầy ơn Phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt và mẹ người nói với người: Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không? Cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con. Kính mừng Maria đầy ơn Phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Người đáp: Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao? Nhưng ông bà không hiểu lời người vừa nói. Kính mừng Maria đầy ơn Phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sau đó, người đi xuống cùng với cha mẹ trở về Nazareth và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Kính mừng Maria đầy ơn Phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Tăng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hoa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót lớn. Việt Nam còn kêu khấn, xin gió mát trăng thành, em bé ăn hàng tre xanh mà lên bông chờ mong. Nhân danh Cha và Con và
Kính thưa quý thính giả, quý vị vừa cùng chúng tôi dâng lên Đức Mẹ chuỗi tràng hạt mân côi mùa vui qua những câu kinh thánh do Đức Cha Bùi Văn Đọc trích dẫn và những bản thánh ca sau đây. Chuỗi ngọc mân côi của nhạc sĩ Phạm Đức Huyến do ca đoàn Hương Kinh hợp ca. Truyền tin của linh mục nhạc sĩ Hoàng Kim do ca đoàn Emmanuel Phụng đồng ca. Magnificat của linh mục nhạc sĩ Hoàng Kim do ca đoàn Portland và ca sĩ Hoàng Oanh hợp ca. Cùng đi Bethlehem của hai nhạc sĩ Hoài Đức và Trần Vĩnh Phước do ca đoàn Ngàn Thông hợp xướng. Lời kinh của mẹ của linh mục nhạc sĩ Nguyễn Văn Tuyên do ca sĩ Hương Lan trình bày. Con kiếm tìm ngài của nhạc sĩ Hoàng Quý. Và Ave Maria do ca đoàn Chính Nghĩa hợp ca. Chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương đọc kinh Mân Côi, suy ngẫm năm mầu nhiệm mùa vui, đến đây là chấm dứt. Kính chúc quý thính giả tràn đầy hồng ân Thiên Chúa để hăng say làm việc tông đồ cho Chúa. Mọi thứ từ giao dịch, xin quý vị liên lạc với tiến sĩ Trần An Bài trên mạng lưới saigonecho.com. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới.